Đến 18 giờ ngày 13 tháng 8, lực lượng cứu hộ thành phố Đà Lạt và tỉnh Lâm Đồng đã tìm được thi thể người chết đuối trên hồ Xuân Hương Đà Lạt. Trước đó vào khoảng 14 giờ 30 phút cùng ngày, ông Tê, tên viết tắt 40 tuổi cùng nhóm bạn đang ngồi câu cá và ăn uống ở hồ Xuân Hương, đoạn gần cầu Giặc Xin và nhà khách công đoàn Đà Lạt thì bất ngờ cởi đồ và nhảy xuống bơi ra giữa hồ. Mặc dù được nhiều người ngăn cản, nhưng ông T vẫn tiếp tục bơi. Khi đến gần vị trí biển cấm bơi lội và cấm câu cá, cách bờ hơn 30 mét thì người đàn ông đã chới với rồi chìm xuống. Lúc này, nhiều người nhảy xuống cứu nhưng không kịp. Tại hiện trường, ông Tê để lại xe máy cùng đồ đi câu cá, quần áo, ví có một số giấy tờ tùy thân. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ khẩn trương tìm kiếm ông Tê. Công an thành phố Đà Lạt huy động nhiều cán bộ chiến sĩ điều tiết giao thông và bảo vệ hiện trường.